Chào các em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Măng Non Đất Cảng, chuyên mục dạy vẽ trên truyền hình. Để tiếp theo những cái bài mà tôi đã hướng dẫn các em ở bài trước, chúng ta hôm nay sẽ đi vào cụ thể của một trong những cái nguyên lý thị giác. Trong cái nguyên lý của cái thị giác này thì nó gồm có 10 cái định luật. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái định luật thứ nhất, đó là xa gần. Thì nguyên tắc của cái luật xa gần này là gần thì làm sao? Các em thấy rất rõ, gần thì to và rõ. Xa thì sao? Xa thì nhỏ và mờ. Thế bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ. Chúng ta có một cái đường chân trời ngang như thế này. Ở đây tôi nói thí dụ như chúng ta có những cái hàng cột điện. Cột điện nó có thể xa nhau nhưng mà tôi cứ vẽ như thế này đã. Khi chúng ta nhìn ngang thì tất cả nó bằng nhau. Thế nhưng mà nếu chúng ta đứng ở đây, chúng ta nhìn tới, thì lúc này là toàn bộ cái cột điện nó bị hút dần đi. Lúc đó là đường chân trời nó nằm ở đây. Và khi mắt chúng ta nhìn vào cái đường chân trời này thì tất cả cái cột điện, cái gần nhất của chúng ta thì nó cao như thế này. Nhưng mà càng xa thì nó càng nhỏ đi. Đúng không? Và cuối cùng nó về một cái điểm chốn ở chân trời. Đó. Thì đây là một trong những cái luật người ta gọi là luật xa gần. Một cái điều đáng chú ý nữa là khi chúng ta nhìn cái đường ray của tàu hỏa chạy thì bình thường nó rất là song song. Thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn theo không gian, theo phối cảnh, thì cái đường ray này nó sẽ hút về chân trời. Vậy thì những cái tà vẹt này nó ở gần chúng ta thì nó to và rõ. Thế nhưng mà về xa thì là nó nhỏ dần đi. Thì tự nhiên là tạo ra cho chúng ta một cái không gian, tức là một cái độ sâu của cái bức tranh. Hoặc là như là một cái dòng sông chẳng hạn. Một cái dòng sông nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống thì hai bên bờ nó gần như là bằng nhau. Thế nhưng mà chúng ta nhìn ngang thì chúng ta lại thấy rằng là gì? Cuối cùng nó lại cũng về một cái điểm chốn. Thì toàn bộ những cái đường song song này nó cũng theo một cái luật xa gần, tức là xa thì nhỏ mà càng gần thì càng to. Đó. Tôi nói thí dụ như một cái con sông như thế. Đây là một trong những cái luật rất là căn bản. Thế thì chúng ta lưu ý là đây là những cái nét. Còn khi chúng ta vẽ khối thì tôi đã hướng dẫn các em là nếu như chúng ta nhìn trực diện thì các mặt nó đều vuông như thế này. Nhưng mà nhìn trong không gian thì lập tức nó bị hút đi, đúng không? Đó. Như thế này là chúng ta sẽ biểu diễn được các cái vật ở trong không gian. Tức là cái cạnh này nó gần chúng ta thì nó phải to. Cái cạnh ở sau ấy, là nó xa thì nó phải nhỏ hơn. Thì đây là một trong những cái nguyên tắc mà người ta gọi là nguyên lý của thị giác về xa và gần. Sau đây tôi sẽ làm một số các cái thí dụ để cho các em rõ. Với một cái diện tích mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây, với cái hình chữ nhật này cũng gần được coi như là một cái tỷ lệ vàng. Thì nếu như mà chúng ta chỉ có một cái diện tích như thế này thôi, không có cái gì cả, thì khi chúng ta nhìn vào đây, mắt chúng ta là bị dàn trải
ra toàn bộ cái tờ giấy và cố gắng tìm thấy một cái gì ở đây, nhưng tuyệt nhiên không có. Vậy thì cái tờ giấy này nó bắt cái mắt của chúng ta phải căng ra, phải căng ra, phải nhìn toàn bộ. Nhưng trong khoa học thì các em để ý một cái điều này, bốn góc này ánh sáng có bằng nhau không? Mình cảm giác như là với một cái không gian nhỏ như thế này, màu trắng hết thì tất cả nó bằng nhau, nhưng không phải. Với một cái điểm sáng, bất kỳ một cái điểm sáng ở góc nào, kể cả chúng ta đặt điểm sáng vào giữa, khi chúng ta chiếu, thì bốn góc này là khác nhau về sắc độ. Nhưng mắt của chúng ta là không cảm nhận được cái điều đó. Và người ta phải dùng những cái phương tiện khoa học để người ta phát hiện ra. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải lưu ý. Tức là khi mà chúng ta vẽ một cái gì đó, không nên để cho mọi thứ nó bằng nhau. Thí dụ như một tờ giấy này bốn góc, với mắt thường chúng ta nhìn thì là bằng nhau. Nhưng thực ra khi chúng ta vẽ lên với một cái mặt phẳng này, chúng ta phải tạo ra được những cái góc khác nhau về sắc độ. Thế bây giờ tôi sẽ làm một cái thí nghiệm. Các em để ý nhé, tôi đặt một cái vật vào đây. Chúng ta thấy sao? Tự nhiên mắt chúng ta bị dồn vào đây. Nhưng ban đầu tôi chưa đặt cái gì thì mắt chúng ta căng nha và cố đi tìm. Nhưng khi tôi đặt một cái vật vào đây thì lập tức mắt bị hút vào đây. Thì đây nó là một cái nguyên lý của thị giác, là nó tạo ra những cái điểm nhấn bắt mắt người ta phải tập trung vào đây. Thế trên một cái diện tích như thế này, nếu như tôi không đặt ở đây mà tôi đặt vào chính giữa, các em để ý xem thế nào. Tức là lúc này ấy, là ta cảm thấy nó có cái gì đó nó tĩnh, nó rất là yên ổn và nó không rơi, nó không bay, nó không sang phải, không sang trái. Tức là cái tính chất của cái điểm mà nó nằm ở giữa thì nó ổn định. Và chính cái sự ổn định này nó tạo ra một cái thế người ta gọi là cân bằng. Thế nhưng bây giờ tôi lại biết được cái điều này thì tôi lại không làm như thế. Bây giờ bắt đầu tôi nghiên cứu những vấn đề nó khác đi. Thí dụ như vừa rồi ấy, là tôi có đặt một cái hình nhỏ. Thế bây giờ tôi sẽ thay đổi. Bây giờ tôi sẽ lần lượt tôi đặt cái vật này ở các cái vị trí khác nhau. Và các em sẽ thấy cái điều gì rất rõ khi nó xảy ra. Một là bây giờ tôi đặt ở góc này. Em thấy sao? Cái vật này nó có vẻ như là nặng và nó gần với ta, đúng không? Nó nặng, nó có vẻ như là bị rơi. Và nó cảm giác của nó là nó gần với mình hơn. Bây giờ tôi sẽ thay đổi nhé. Tôi sẽ đưa cái vật này lên cao. Bây giờ chúng ta lại thấy gì? Cái vật này nó vẫn ở gần ta nhưng mà nó có xu thế rơi. Xu thế từ trên cao nó rơi xuống theo một cái trọng lực. Đúng không? Tiếp tục là tôi sẽ di chuyển cái vật này sang bên phải. Chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy cái vật này bắt đầu nó đi xa ra và nó xa chúng ta ra. Nhưng nếu mà cũng góc này nhưng tôi đặt nó ở dưới này thì cái đây nó cái cảm giác nó vừa xa mà nó vừa mới rơi xuống. Đó. Tất cả những cái điều này nó gây cho chúng ta một cái cảm giác
Bởi làm sao? Bởi vì khi nhìn là bằng cái cấu tạo của con mắt, thì tất cả các cái tín hiệu đưa vào thì được thông qua cái cấu tạo của mắt, là gồm có thủy tinh thể này, có đồng tử này. Đồng tử nó giống như là một cái kính lúp, và nó đưa cái hình ấy là lên võng mạc. Và trên cái võng mạc này là nó gồm có tế bào hình que và hình nón. Tất cả các tế bào này nó tiếp nhận các cái tín hiệu này và nó đưa lên não. Và nó gây ra cho chúng ta những cái cảm xúc. Đó là cảm xúc gì? Yêu, ghét, gì nữa, vui, buồn, đúng không, vân vân. Vậy thì khi chúng ta nghiên cứu những vấn đề này thì chúng ta tập những cái cảm xúc và thấy nó như thế nào, chúng ta ghi nhận. Các em lưu ý này là gì? Cái vật này nếu như mà nó ở bên phải nhá, ở bên phải thì nó cảm giác là gì? Xa, đúng không? Ở bên trái thì cảm giác của nó là gì? Gần. Đó. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái thí nghiệm nữa, là gồm có, đây là tôi có hai cái vật bằng nhau. Tôi có hai cái vật bằng nhau, nhưng mà là hai màu khác nhau. Đó. Các em để ý nhé, hai vật này là bằng nhau, nhưng mà với hai màu khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi để hai vật cạnh nhau như thế này? Các em thấy điều gì xảy ra? Suy nghĩ nhé. Sẽ có một cảm giác là cái vật mà cái màu nó đậm có vẻ như là nhỏ, mặc dù là hai vật này bằng nhau. Đó, các em có cảm giác như thế không? Đó. Tức là cái này là không thể nói dối được. Cảm giác là cảm giác, còn thật là thật, thật là nó bằng nhau. Nhưng cảm giác bao giờ chúng ta cũng cảm thấy cái màu đậm nó nhỏ hơn cái màu sáng này. Thế thực ra là hai cái vật này nó bằng nhau. Đây là một trong những cái nguyên lý của thị giác. Đó là gì? Đậm thì làm sao? Nhỏ. Nếu như cái vật này mà sáng thì cái cảm giác là gì? To. Đó. Đây là một trong những cái nguyên lý mà chúng ta phải lưu tâm. Tiếp theo nhé, tôi sẽ lại làm một số các cái thí dụ khác để cho các em thấy về cái nguyên lý này của nó. Đây tôi gắn một cái vật to này. Ở đây tôi gắn một cái vật nhỏ này. Hai cái vật này sắc độ như nhau nhé. Nào, chúng ta có cái cảm giác gì? Vật này cảm thấy nó như là ở gần chúng ta hơn. Còn cái vật này nó đi xa. Và chính cái điều này nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác, đó là hình như cái vật này ban đầu nó bằng đây, nhưng sau rồi là nó di chuyển ra xa thì nó nhỏ đi. Đó, tương tự như thế nhé. Thì nếu như mà chúng ta đưa một cái vật nào khác nữa vào đây, vào cái khu vực này, thì lúc bây giờ là cái cảm giác của chúng ta nó sẽ có một cái cảm giác, tức là các cái vật này nó đang chuyển động. Nếu như hai vật thì chúng ta thấy nó đi vào. Nhưng mà chúng ta đưa một vật nữa vào đây thì lập tức chúng ta thấy là đây là một bố cục. Mà cái bố cục này nó tạo cho cái mắt của người nhìn, tức là nó cân đối lại, nó không bị căng như ban đầu. Đó. Và hình như là các cái vật này nó đang chuyển động. Một cái thí dụ nữa mà các em quan tâm là, nếu như
tôi để một cái vật này ở vị trí này, thì lập tức là trong não của người ta nhìn ấy, người ta cảm giác cái vật này nó đang chuyển động. Lý do làm sao? Bởi vì theo cái đường chéo của cái hình chữ nhật này thì đây là tâm. Vậy thì cái vật này ấy, nó đang có một cái xu thế mà mắt chúng ta cần phải giải quyết. Tức là một là nó bị kéo về tâm, hai là nó đang chuyển động quanh tâm theo một quỹ đạo. Nó giống như trái đất quay quanh mặt trời. Đó. Nếu như chúng ta để sát vào đây, sát vào tâm, thì lập tức chúng ta cảm thấy cái vật này nó bị hút về tâm. Nếu như để xa ra thì vật bị văng ra ngoài và cảm giác như là nó đang trở thành một cái quỹ đạo quanh cái tâm này. Đây là những cái vấn đề rất quan trọng mà sau này khi chúng ta áp dụng vào trong thực tế, vào trong cái hội họa, khi chúng ta vẽ tranh ấy, là chúng ta quan tâm đến những cái vấn đề này. Tôi nhắc lại là từ lúc đầu là tôi để cái vật này ở góc trên của bên trái và để góc dưới bên phải trên, bên phải dưới, thì mỗi một cái góc nó đều có cái tính chất của nó. Thì các em mình nhớ trong cái luật xa gần, trong cái luật xa gần thì bắt đầu chúng ta nghiên cứu đến cái gần là cái mà cái hình mà nó ở cái góc bên trái mà phía dưới. Còn những cái vật mà nó sang bên phải thì bắt đầu nó xa dần. Đây là với những cái diện tích của những cái vật bằng nhau. Đó, các em nhớ cái điều này. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục làm những cái việc khác để chúng ta nghiên cứu về cái luật về xa gần. Và các em nhớ rằng là, tôi nhắc lại, các em nhớ rằng là nếu mà có hai vật bằng nhau, đứng cạnh nhau, thì bao giờ cái vật màu đậm cũng có vẻ nhỏ hơn. Đó. Nếu như mà tôi đặt hai vật, tôi đặt hai vật cạnh nhau như ban đầu nha, thì có thêm một cái điều nữa, tức là mắt chúng ta ấy, là phải đảo đi đảo lại, phải nhìn sang cả hai phía để tìm hiểu, để mà giải quyết được cái vấn đề này, để cho nó không bị mỏi mắt, nhìn nó dễ chịu hơn, thì chúng ta có thể đưa thêm một cái hình thứ ba vào giữa. Đó. Khi chúng ta đưa thêm một cái hình thứ ba nữa vào giữa thì lập tức là mắt nó được nghỉ ngơi, là lúc này là mắt nó được dàn trải đều ra. À, và chúng ta cái điểm nhìn ấy, nó không phải tập trung vào một chỗ nào nữa, mà lúc này là nó được giải quyết vấn đề, tức là ổn định giữa hai cái vật mà nó đang gọi là mâu thuẫn với nhau. Đó. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ cần nhớ gần thì những cái vật đó to và rõ, và khi xa thì nó nhỏ và nó mờ. Thế vừa rồi tôi có giới thiệu với các em là một số các cái thuộc về thị giác, tức là những cái vật ở gần thì nó như thế nào. Thế rồi trên một cái bình diện, trên một cái mặt phẳng, thì cái hoạt động của các cái vị trí và các cái điểm đậm nhạt nó ra làm sao, thì các em nhớ. Thế và bài học hôm nay thì chúng ta cũng tạm dừng ở đây. Thế xin hẹn các em vào những cái buổi học sau. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.